Ok, và xin chào tất cả những người trở lại với channel của mình. Thì sau clip ngày hôm qua về Paolo Maldini cũng như là một chút về Pirlo thì đánh giá hai con hàng đấy là hai con hàng anh em có thể săn được. Về Maldini thì mình chưa trải nghiệm được nhiều nhưng mà mình thấy được đây là một con hàng cũng khá là ok ở cái vị trí là trung vệ dập anh em ạ. Đó, còn Pirlo thì phát huy tối đa cái khả năng chuyền trọt của mình, những cái đường đưa bóng của Pirlo nó vô cùng là chính xác luôn. Anh em hoàn toàn có thể săn được hai ông này. Và ngày hôm nay mình sẽ review nốt về con hàng Donadoni, một trong những phiên bản mới nhất của eFootball. Và đây là một cái loại thẻ và nó cũng khá là hiếm khi mà ở vị trí Epic, ở vị trí RV kép thì trước đây chúng ta có Luis Figo, một trong những cái phiên bản gần như độc quyền ở vị trí RV kép rồi. Và ngày hôm nay chúng ta có thêm được vị trí cạnh tranh nữa đó, Donadoni, để xem anh có nên săn hay không. Và mình tiếp tục được anh em Nhật Linh tài trợ clip này. Đó, hôm qua mình có mượn ác của anh em Nhật Linh để làm về Panini, làm về Pirlo và có tiện làm luôn về Donadoni, một trong những phiên bản rất đáng để chúng ta đi trải nghiệm xem có nên xuống tiền với con hàng mới này hay không. Cảm ơn anh em Nhật Linh rất nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta có một phiên bản Donadoni 30 tuổi, 1m73, 30 tuổi thì không còn trẻ nữa. Đó, chúng ta có loại thẻ AC Milan mùa 93-94. Rồi, Donadoni thuận chân phải và style chạy cánh của Prolific Winger, có thể chơi tốt ở hai hàng lang cánh cũng như AMF. Ai chả vị trí chơi rất rộng luôn, anh em có thể xoay tua lúc cánh trái lúc cánh phải được đó. AI tờ chạy chỗ này, mình dừng răng chạy in suy chạy ok, toàn cái để chạy thôi. Để tấn công tới 78, kiểm soát bóng 89, rê bóng 94, giữ bóng 85, kinh đấy nhỉ, rê bóng 94 cả, chuyền thấp 76 và chuyền bóng 79. Nếu như là mình thì mình sẽ nâng cái 79 này lên 8x anh em ạ, cho nó đẹp. Lực sút sút dứt điểm là 73, sút phạt là 77, độ xoay bóng 84, độ xoáy tốt, độ xoáy này thì tạt được. Chúng ta có tốc độ 93 và bứt tốc 90, tốt nha, tốc độ tốt, lực sút 84, bật nhảy 72, tỷ lệ 66, thăng bằng 77. Nói chung là thăng bằng 77 với lại tỷ lệ yếu như này thì cũng khá là dễ mất bóng. Thể lực là 83, chạy cánh như này là ok rồi. Ok, tạm thời chỉ số là tốt, ở mức khá. Tần suất sử dụng chân không thuận là thường xuyên, độ chính xác chân không thuận là rất cao. Trời ơi, ba ông của bóc Milan lần này đều sử dụng hai chân như một anh em ạ. Phong độ vững vàng, cản chân thương bình thường. Chúng ta skill double tút này. Xe nào đi qua đây, trời ơi. Đó, chúng ta có double tút. Cái có double tút để chạy cánh thì mình cực kỳ thích luôn. Carpenter là giả sút và ngoặt sang tốc độ cao để dứt điểm. Scott Mu, Son Concho vây bóng gầm giày à. Rode Killer cửa lòng từ xa, Rode shooting sút xa, autopass chuyền một chạm, thấu phát sinh chọc khe, pinpon tạt xoáy, outside killer vẩy má ngoài. Ok, anh em ép thêm cho Donadoni thì chắc là mình sẽ ép thêm chỉ số chuyền đi, chỉ số chuyền đi, bởi vì ông này chạy cánh thì chắc là sẽ sử dụng chuyền nhiều, tạt nhiều. Anh em chuyền thêm, anh em ép thêm với từ pass cũng được. Ok, nhìn chung là với một cầu thủ chạy cánh như Donadoni với bộ skill này là rất ổn rồi. Đó, rất ổn rồi. Và bây giờ chúng ta đến với thực chiến của Donadoni để xem con hàng tân binh của Konami thi đấu như nào nhé. Ok, nếu mà như mình vừa nhìn qua chỉ số thì rõ ràng là mình nhận ra cái ông Donadoni này này, nó có một cái chỉ số nó na ná với là Luis Figo. Nếu anh em nào chơi Luis Figo rồi, anh em sẽ thấy Luis Figo cái mạnh hơn ông Donadoni này, đấy là cái khả năng cầm bóng và cái khả năng chuyền. Còn ông Donadoni này sẽ kiểu hơi thọt thọt một tí chỉ số so với ông ấy. Nhưng mà nếu mà nhìn về cái cách chơi, nhìn về cái style đấy thì ông Donadoni này thì chắc là na ná Luis Figo rồi. Donadoni pha chạm bóng đầu tiên của Donadoni. Nhỏ nhỏ nhưng mà chạy nhanh phết anh em ạ. Đường vào, đánh đầu. Donadoni đưa ra một phá án mà bên trong và Basten không kết liễu được. Và Donadoni có một cái nữa mình thích ở những cầu thủ chạy cánh, đó là chơi tốt được cả hai chân. Và những cầu thủ và chạy cánh kiểu như thế này, gần nhất mình đã làm clip review về Kvaratskhelia, một trong những cái tên mà hai chân như một, khiến cho đối thủ không biết khi nào mình tạt, không biết khi nào mình bó vào trong, không biết khi nào mình dứt điểm. Mình cực kỳ thích những cái cầu thủ kiểu chạy cánh có thể chơi tốt hai chân như thế này. Và Donadoni là một cái lựa chọn anh em có thể, ôi rồi ôi, may là một cái lựa chọn mà anh em có thể cân nhắc. Đó, anh em là đấy, quá người cũng khá tốt luôn, khả năng bứt tốc là ổn Donadoni. Tuy nhiên thì ông này cầm bóng thì không dẻo được Luis Figo. Figo cầm bóng dính hơn nhiều. Ông này kiểu qua được một hai người là tạt hoặc là dứt điểm thôi, bởi vì có cái lợi thế là hai chân như một, có skill tạt xoáy, có
những cái để anh em có thể cân nhắc, gọi là tạo đột biến từ những cái chân của ông đấy thôi. Donadoni pha đưa bóng xuống của Van Basten, đưa bóng vào, đánh đầu. Tính đến thời điểm này, Donadoni đã tạo ra được hai cơ hội, chính xác là hai cơ hội rất ngon ăn từ những quả tạt. Nhưng mà bên trong chúng ta có Van Basten, chúng ta có Gullit, đều là những cái đầu nó rất khắc. Ui, tí nữa thì đội bạn ăn bàn. Đội bạn ngay lập tức phản công và đánh đầu. Nào nào nào, lên 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 lên. Không có lỗi luận, đường vào. Đánh đầu. Đánh đầu bằng chân của Lisandro Martinez. À nhầm, Lautaro Martinez. Chết rồi, sao lại Lisandro. Donadoni, ông này cầm bóng tốt phết đấy anh em ạ. Nhưng mà đã khi mà anh em qua người, anh em phải xử lý ngay nhá. Chứ như mình mà cầm bóng mà cứ dở dở ngương mà còn cầm thêm 1-2 nhịp nữa là dễ mất lắm. Ông này qua được người cái này anh em tính đến phương án tiếp theo ngay thôi. Đó, nói chung chơi ông này thì cũng khá là dễ, bởi vì là cầm bóng ổn, không bị quá bung. Truyền trọt thì ok, tạt anh em thấy là hai tình huống tạt vào thì đồng đội và chắc chiêu hơn thì ông ấy có hai kiến tạo rồi. Đội bạn lên bóng cũng khá thoáng luôn. Có đưa bóng vào không? Trời ơi, múa múa làm cái gì để rồi hết giờ. Đến nạ luôn này, múa làm cái gì, sút thì sút luôn đi. Đây, hiệp 2 thì mình xếp Donadoni ở bên cánh trái. Tại sao mình lại xếp ở bên cánh trái khi vị trí của ông này rời với kép? Bởi vì là ở bên cánh trái thì vẫn kích hoạt style của Ludwig Winger. Và ông này thuận chân phải, chúng ta có thể bó vào trong, chúng ta dứt điểm bằng chân phải. Đấy, nó sẽ là một cái đột biến. Và đây sẽ là một cái mà để anh em cân nhắc, anh em xoay tua. Tức là khi mà anh em Donadoni cánh trái, cánh phải đi. Khi mà anh em cần thiết, anh em có thể đẩy Donadoni sang cánh trái. Đó, mình cực kỳ thích những cầu thủ mà đa năng ở các vị trí để khi mà chúng ta xếp ở phương án dự bị cũng như là phương án đánh đầu. Hơi hiền. Đó, anh em có thể cân nhắc được là chúng ta sẽ sắp được nhiều vị trí. Bên kia chúng ta có Donadoni. Donadoni. Nào. Tốt. Đó là cái skill dừng bóng nhanh. Anh em nào chưa biết thì có thể xem ở trên kênh của mình nhá. Hướng dẫn cách dừng bóng nhanh. Cafu. Nhả lại. Đóng ngay. Trời ơi, đóng thì đóng luôn đi. Sidop là một lỡ một nhịp. Mình đã đóng ngay từ đầu rồi. Ông ấy sút một chạm có phải ngon không? Donadoni. Đóng bờ tút. Và cửa lòng. Không vào. Cửa tốt, cửa tốt. Thực ra ông này mình đang thấy là hay hơn kỳ vọng Cafu. Ông này mình đang thấy là tốt hơn kỳ vọng của mình đấy. Nhìn qua chỉ số thì có thể là không hẳn là đẹp, có thể là không hẳn là ngon như kiểu LVK Lufisigo trước đây. Nhưng Donadoni đang làm mình không thất vọng. Đánh đầu. Bóng bật ra Van Basten. Nó phải là như vậy. Hiệp 1 Donadoni bơm cho một quả vào cái đầu, nhưng mà cái đầu rất khắc. Hiệp 2 thì nó vào chân thì ổn hơn rất nhiều. Tình huống tạt bóng của Pirlo. Trận này thực ra mình tạt hơi nhiều anh em ạ. Trận này mình tạt hơi nhiều. Nhưng Pirlo tạt cũng rất ổn đấy. Pirlo thì nhằm nhằm có cơ hội tạt mấy quả này cũng rất ok. Và Madsen cứ phải đưa bóng xuống dưới chân thì mới sút được. Nhìn chung qua trận này thì mình thấy Donadoni là một cái phiên bản chơi khá là tốt. Kiểu nó kiểu sông sáo anh em. Di chuyển nó cũng khá là hay, di chuyển rộng và nhiệt tình. Đó, kiểu sông sáo lên công về thủ khá là ok. Tất nhiên là thủ không hẳn là hay rồi. Donadoni double tút rất mượt luôn. Nào, lần này không cứa lòng nữa. Nhưng mà sút lực tím thì cũng hơi yếu. Anh em có thể cân nhắc thêm những cái skill khác. Về cá nhân mình thì sau trận này mình thấy ông Donadoni này là ổn. Nếu như mà để thêm skill thì mình nghĩ là thêm về mấy skill để chuyền. Bởi vì chơi ở cánh anh em biết rồi, chơi cánh về chúng ta phải chuyền rất nhiều. Đôi lúc chúng ta phải chọc khe cho tiền đạo, đôi lúc chúng ta ban bật, đôi lúc chúng ta mở cánh sang bên kia. Đấy, thành ra anh em phải cân nhắc nâng những skill truyền cũng như skill qua người, có double tút là được rồi, không cần thêm. Nếu mà thêm thì thêm Mason Turn, xoay compa hay gì đấy thôi. Còn trận thứ hai mình sẽ xếp Donadoni ở vị trí AMF. Và vị trí này thì chắc chắn nó sẽ không kích hoạt cái style chạy cánh của Donadoni rồi. Và chơi ở vị trí này Donadoni sẽ chơi trong một phiên bản tự do. Và tự do thì nó sẽ kiểu loang quăng. Đấy, nó sẽ rối loạn một túi. Nó sẽ là một cái điểm lợi, nó cũng là một cái điểm hại. Lợi ở đâu? Lợi thì ở răng, còn hại ở đâu? Hại thì ở những cái răng sâu. Rút Gullit. Bấm ngay. Trời ơi, sút tốt nhưng mà thủ môn cũng tốt hơn.
Nãy giờ mình thấy ông Donadoni di chuyển cái lúc giạt giạt phải, lúc giạt trái anh em nhé. Kiểu kiểu nó không không cố định ở giữa giữa đâu. Anh em chơi ông này nhiều lúc cứ phải đi tìm để chuyền đấy. Nếu muốn chuyền thì cứ phải đi tìm để chuyền đấy. Và chắc chắn rồi, ở vị trí này thì ông Donadoni làm bóng sẽ không được hay đâu. Nên là chúng ta sẽ chuyền những tình huống chuyền tầm trung thôi. Đừng chuyền tầm xa quá. Pirlo. Xì đọp nhanh hơn tí nữa. Kìa Donadoni kìa, anh em thấy chạy nó không phải là quá giữ vị trí đâu. Bởi vì nó đang là tự do mà. Ui, đội bạn lên bóng hay thế. Pellegrini có bàn thắng đầu tiên cho các cầu thủ đội chủ nhà hay đội khách, hình như là đội chủ nhà. Donadoni lại mất bóng. Ông này đá giữa xoay sở khó hơn là đá cánh các bạn, đá cánh thì chúng ta nhiều khoảng trống hơn. Đá giữa thì hơi bí. Nesta tốt. Ui, đường chuyền sau đấy rất tai hại của Nesta. Lại là Pellegrini. Hai bàn trong 25 phút. Tình huống rất tai hại của Nesta. Nhưng mà đội bạn phải nói là pressing tốt. Cafu. Donadoni, đây rồi, không vào. Mình thử test một quả bằng chân trái của Donadoni. Nhưng chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, nó đã là bàn thắng của Donadoni rồi. Thậm chí mình còn chưa biết ông này ăn mừng nó có gì hay ho hay không. Donadoni, đấy, qua được một người là phải xử lý ngay anh em ạ. Để cho người thứ hai ập vào, nó Donadoni không không giữ được thăng bằng nữa. Donadoni đang tạo ra được những cơ hội. Tên này ông này dài quá anh em ạ. Donadoni đọc cứ bị nhu nhịu. Rafael Leao đường vào. Donadoni đánh đầu. Hơi. Cái đầu này không phải cái đầu thường dùng để đánh đầu rồi. Đầu này thường dùng để đâm đầu thì đúng hơn. Một chút nữa thôi. Trời ơi, Donadoni trận đấu này dứt điểm được 2 lần. Và tất cả đều là thiếu một chút nữa thôi. Tốt này. Ông này cầm bóng khó chịu cực kỳ nha. Nhưng mà sút thì nó không lực lắm. Ông này sút không lực lắm. Chỉ cửa lòng thôi. Ông này sút xa không lực lắm. Đấy, anh em thấy Donadoni đâu vậy? Không thấy Donadoni. Đây. Việt vị rồi. Và đây cũng là cái tình huống cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Donadoni đã có những cơ hội. Donadoni đã thể hiện được những cái phẩm chất cầm bóng rồi là lắt léo, nhưng mà chưa có gọi là được thành công. Và mình nghĩ ông này là một trong những cái ông mà anh em không kỳ vọng nhiều, nhưng chính xác hơn, không kỳ vọng nhiều nó lại là không làm anh em thất vọng. Như Paolo Maldini bản này chỉ số 101, anh em kỳ vọng rất nhiều đúng không, nhưng mà chính vì kỳ vọng nhiều anh em mới thất vọng nhiều. Chứ còn ông Donadoni này, đây, chọc khe khá tốt, không anh em nào kỳ vọng, nhưng mà mình thấy ông này chơi ổn đấy chứ. Đúng vào, đánh đầu, 1-2. Inzaghi vào sân và thắp lên cơ hội. Lần này thì hiệp 2 bắt buộc phải dùng đến những tình huống mở bóng ra biên. Và tình huống mở bóng trước đấy là của Donadoni cho Cafu. Cafu tạt khỏi nói, Inzaghi vừa vào sân có skill riêng dự bị. Thì thôi, cũng liệm cho đội bạn luôn. 1-2 và cơ hội vẫn còn nguyên. Hiệp 1 thì Donadoni bỏ lỡ nhiều chứ không là cũng 2 đều đấy. Tốt. Donadoni này. Chuyền cho Cafu đi. Cafu bên cánh làm quả tạt nữa. Cafu vẫn kịp, vẫn là Cafu. Bên trong lại có Inzaghi thì phải. Đường vào. Đánh đầu. 2 đều. Một trận đấu rất điên. Hiệp 1 đội bạn cứ rút là có bàn. Hiệp 2 đội mình cứ rút là có bàn. Lại là tạt cánh. Đúng là chỉ có tạt cánh mới là chân ái thôi. Lần này thì Inzaghi hơi may mắn một tí. Donadoni. Nhưng mà hai tình huống trước đấy đều là Donadoni bơm bóng dưới chúng ta của Inzaghi. Tí nữa thì bài. Chúng ta đang có rất nhiều cơ hội. Đánh đầu. Lần này nó còn điên hơn. Nesta. 3-2. Liệm cho đội bạn luôn. Đánh đầu rất tốt của Nesta. Chúng ta ngược dòng trong một trận đấu nó rất khó ở hiệp 1. Nhưng trong hiệp 2 này thì Donadoni chơi tốt với những tình huống mở cánh sang Cafu. Còn Inzaghi một siêu dự bị tận dụng quá hay luôn. Đội bạn thì vẫn đang lên bóng miệt mài để tìm kiếm. Ôi rồi. Emas. Ây, rất nguy hiểm. Trời ơi. Ủa, sấm anh em ạ. Đang làm video có sấm. Có khi nào nó đánh bùm cái nổ điện thoại không?
mưa luôn, mưa to luôn. Đây rồi, trời ơi, đang mải để ý mưa anh em ạ. Nói chung là những cái đây là những phút cuối cùng rồi. Đó, anh em nào mà muốn săn Donadoni, thực sự bóc này mình thấy ba ông đều ổn, rất ổn luôn. Paolo Di Maldini thì chiều số đẹp, Donadoni thì chơi không tệ một chút nào cả, thậm chí là thấy rất ok, rất ổn. Còn Pirlo thì vua truyền rồi. Đấy, anh em nào muốn săn thì liên hệ mình qua fanpage, nếu anh em chưa có coi, liên hệ mình qua fanpage, mình có link ở phần mô tả, có thể gọi là ủng hộ mình chút thu nhập uống trà đá anh em nhé. Đấy, nạp coi để anh em có thể săn những cầu thủ nó dễ dàng hơn. Và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Trận đấu thứ hai này thì ngược dòng quá hay luôn. Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại. Chúc em nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vui vẻ.